và chúng ta đang nghiên cứu các đại lượng đặc trưng của trường tĩnh điện này. Thì đại lượng đặc trưng thứ nhất của trường tĩnh điện đó là vector cường độ điện trường. Và vector cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường tại một điểm về mặt tác dụng lực. Được chưa? Và theo định nghĩa thì nó bằng lực tác dụng lên một đơn vị điện tích điểm dương quy đặt tại một điểm chúng ta xét. Từ biểu thức định nghĩa này chúng ta mới xét trường hợp riêng thứ nhất, đó là vector cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại một điểm cách nó một khoảng R. Thì vector cường độ điện trường đó có phương nằm trên đường thẳng nối điện tích đến điểm xét, có chiều đi ra khỏi điện tích dương và có chiều đi vào điện tích âm, còn độ lớn bằng K trị số tuyệt đối của Q trên epsilon R bình. Sau đó từ biểu thức vector cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra thì chúng ta sang đến vector cường độ điện trường do một hệ điện tích điểm gây ra, đó chính là nguyên lý chồng chất điện trường. Vector E bằng sigma của vector EI, trong đó vector EI là vector cường độ điện trường do điện tích điểm QI gây ra. Và từ cái nguyên lý chồng chất điện trường cho hệ điện tích điểm phân bố rời rạc trong không gian thì chúng ta đã đi đến cái bài toán tổng quát nhất, đó là vector cường độ điện trường gây bởi một vật tích điện. Thì để tính vector cường độ điện trường gây bởi một vật tích điện thì chúng ta phải chia vật đó thành các phần mang điện rất nhỏ dQ, coi thằng này như điện tích điểm. Và vì dQ là điện tích điểm thì cường độ điện trường do nó gây ra tại một điểm thì đó là giống như biểu thức cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra mà cô vừa ôn lại ở phần trên, đúng không? Sau đó thì cường độ điện trường do cả vật tích điện nó gây ra tại một điểm là chúng ta lấy tích phân của tất cả các vector DE lấy theo toàn vật. Và nhìn vào biểu thức tích phân này thì các em thấy rõ ràng là vector cường độ điện trường do một vật tích điện gây ra tại một điểm phụ thuộc vào hình dạng kích thước của vật, đúng không? Và từ đó thì chúng ta đã xét các ví dụ. Hôm trước cô đã dừng lại các ví dụ này, đúng không? Thứ nhất là cô đã cho ví dụ thứ nhất là cường độ điện trường do hệ hai điện tích điểm gây ra. Ví dụ thứ hai cũng vậy. Ví dụ thứ ba thì cô xét cường độ điện trường do hệ ba điện tích điểm gây ra, đúng không? Ví dụ thứ tư bắt đầu là cường độ điện trường do một vật tích điện gây ra, đó là một vòng dây tích điện. Và cô đã hướng dẫn các em cách chia nhỏ và lấy tích phân. Và ví dụ thứ năm đó là cường độ điện trường do một nửa vòng dây tích điện gây ra tại một điểm và chia nhỏ lấy tích phân. Như vậy năm ví dụ mà cô hướng dẫn các em buổi hôm trước là rất điển hình về tính vector cường độ điện trường do một hệ điện tích điểm và một vật tích điện gây ra, đúng không? Bằng cách chia nhỏ và lấy tích phân. Sau đó thì để tính cường độ điện trường do một vật tích điện gây ra mà không phải lấy tích phân phức tạp như thế này thì chúng ta đã sang bài tiếp theo, đó là bài định lý OG đối với điện trường. Chúng ta đang nghiên cứu bài định lý OG đối với điện trường, đúng không? Thì trong bài định lý OG đối với điện trường này thì cái quan trọng, một cái khái niệm mới mà các em cần phải nắm được, đó là khái niệm điện thông. Điện thông gửi qua một cái diện tích S gì bất kỳ thì có độ lớn bằng tích phân theo toàn bộ diện tích S của vector D nhân với vector DS, hay là bằng tích phân theo toàn bộ diện tích S của độ lớn của D nhân độ lớn DS nhân cos của góc hợp với giữa D và pháp tuyến N của DS. Sau đó từ định nghĩa điện thông này thì chúng ta xét một trường hợp đặc biệt, nếu diện tích S gì này là một mặt kín thì điện thông gửi qua một mặt kín bất kỳ có độ lớn bằng bao nhiêu, thì đó chính là nội dung định lý OG đối với điện trường mà chúng ta đã học, đúng không? Đó là nếu như diện tích S là một mặt kín thì điện thông gửi qua mặt kín đó theo định nghĩa thì bằng tích phân theo toàn bộ mặt kín S của vector D nhân vector DS, và theo định lý OG thì bằng tổng các điện tích nằm trong mặt kín đó. Hôm trước cô đã chứng minh biểu thức này rồi, đúng không? Và từ biểu thức này thì cô yêu cầu các em phải nắm cho cô được hai ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất là cường độ điện trường do một mặt cầu tích điện gây ra tại một điểm trong và ngoài mặt cầu, thì cô đã chứng minh và cô yêu cầu các em phải nắm cho cô được để các em vận dụng làm bài tập. Đó là cường độ điện trường tại mọi điểm bên trong mặt cầu tích điện thì bằng 0, còn cường độ điện trường tại mọi điểm ở ngoài mặt cầu tích điện thì bằng KQ epsilon R bình, tức là giống như một điện tích điểm gây ra mà điện tích điểm đó đặt tại tâm cầu. Thì cái này phải nắm kiến thức, nắm rất vững để làm bài tập cho cô. Thì đấy là ứng dụng thứ nhất. Ứng dụng thứ hai chúng ta xét, đó là cường độ điện trường do một mặt phẳng rộng vô hạn mang điện đều gây ra tại một điểm nằm ngoài mặt phẳng. Thì hôm trước cô cũng đã chứng minh nó bằng E bằng sigma trên 2 epsilon 0 epsilon, đúng không? Trong đó sigma là mật độ điện tích mặt trên cái mặt tích điện này. Epsilon 0 là hằng số điện và epsilon là hằng số điện môi xung quanh vật tích điện này. Xét trường hợp đặc biệt, đó là nếu hai mặt phẳng rộng vô hạn tích điện đều bằng nhau và trái dấu thì cường độ điện trường tại mọi điểm bên trong hai mặt phẳng này là điện trường đều có độ lớn bằng sigma chia epsilon 0 epsilon, còn cường độ điện trường ở bên ngoài hai mặt phẳng này thì bằng 0. Các em nhớ chưa? Thì đấy là hai ứng dụng mà các em phải nắm rất vững cho cô để các em vận dụng làm bài tập nhé. Thì hôm trước chúng ta dừng lại ở đây, đúng không? Như vậy là đến đây chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn có thể tính được đại lực đặc trưng thứ nhất của điện trường, đó là cường độ điện trường.
do một điện tích điểm và một vật tích điện gây ra nhé. Thế thì hôm nay chúng ta sang đại lượng thứ hai đặc trưng cho điện trường, đó là điện thế. Điện thế thì điện thế là một đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt năng lượng em nhé. Sau đó chúng ta sang bài, hôm nay chúng ta sang bài số 4 của chương này. Đó là điện thế và đại lượng đặc trưng của nó là và mặt đẳng thế. Điện thế và mặt đẳng thế. Được chưa nào? Thế thì như cô vừa mới nói là điện thế ở đây lại là một đại lượng vật lý mới, và đại lượng này đặc trưng cho điện trường tại một điểm về mặt dự trữ năng lượng. Dự trữ năng lượng các em nhé. Thế mà vì điện trường là một môi trường vật chất đặc biệt, do đó nó sẽ mang năng lượng, và điện thế là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt năng lượng. Và như chúng ta đã học ở phần cơ, các em biết rồi, khi nói đến năng lượng thì đầu tiên chúng ta phải nói đến công, vì công là đại lượng đặc trưng cho sự trao đổi năng lượng của vật với các hệ vật bên ngoài. Do đó khi nói đến năng lượng thì đầu tiên chúng ta phải nói đến khái niệm công. Nên là phần 1 lớn trong cái bài số 4 này chúng ta nghiên cứu là công của lực tĩnh điện. Cô chia sẻ lại màn hình này. Nhá, do đó phần 1 lớn ở đây chúng ta nghiên cứu là công của lực tĩnh điện. Thế thì ở đây để tính công thì ở phần cơ học hôm trước cô dạy các em rồi, muốn có công thì các em phải có lực tác dụng. Và dưới tác dụng của lực mà làm cho vật dịch chuyển thì chúng ta nói lực đó sinh công. Thế thì ở phần cơ học thì chúng ta học là công cơ học. Còn ở đây chúng ta học công của lực tĩnh điện các em nhé. Thế thì để xét công của lực tĩnh điện thì đầu tiên chúng ta xét như sau. Xét một điện tích điểm dương quy nhỏ đặt trong điện trường của một điện tích điểm dương quy lớn, và điện tích điểm dương quy lớn này là đang đứng yên. Như vậy điện tích điểm dương quy lớn đang đứng yên có nghĩa là xung quanh nó sẽ sinh ra một trường tĩnh điện, đúng không? Và chúng ta đặt vào trường tĩnh điện của điện tích dương quy lớn này một điện tích điểm dương quy nhỏ. Như vậy giả sử tại thời điểm T nào đó điện tích dương quy nhỏ đang ở cách điện tích điểm dương quy lớn này một khoảng là R, thì nó chịu tác dụng của lực tĩnh điện, đó là lực vector F. Vì hai thằng này tích điện cùng dấu nên là điện tích quy nhỏ sẽ bị điện trường của quy lớn tác dụng một lực ép đẩy nó ra như này. Và tại điểm đặt điện tích dương quy nhỏ này thì điện tích dương quy lớn này sẽ gây ra một vector cường độ điện trường E có chiều đi ra khỏi điện tích dương quy lớn như trên hình vẽ cô đang vẽ. Thấy chưa? Và theo định nghĩa, theo định lý, định luật Coulomb đấy, thì lực tương tác tĩnh điện của dương quy lớn lên dương quy nhỏ là vector F bằng Q nhân vector E. Và vector E này là vector cường độ điện trường do điện tích dương quy gây ra tại điểm đặt của dương quy nhỏ. Và hai thằng này đang cách nhau một khoảng R như cô vừa mới trình bày. Thì E lúc này bằng K Q lớn trên epsilon R bình vector R trên R. Thì cô vi là R mũ 3 nhân vector R cũng được, đúng không? Thì đây là định luật Coulomb mà chúng ta đã được học. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm quy lớn và quy nhỏ. Được chưa? Thế như vậy là gì? Như vậy là lúc này điện tích điểm dương quy nhỏ đã bị điện trường của quy lớn tác dụng một lực F này, tuân theo định luật Coulomb. Và nếu như dưới tác dụng của lực F này mà làm cho điện tích dương quy nhỏ dịch chuyển, thì khi đó chúng ta nói là lực điện trường tĩnh do quy lớn gây ra này sẽ sinh công. Và chúng ta sẽ tính xem công của lực điện trường tĩnh do quy lớn gây ra bằng bao nhiêu. Thì đó là cái phần 1 lớn chúng ta đang xét nhé. Mục đích rất rõ các em nhé. Như vậy giả sử dưới tác dụng của lực tĩnh điện F này thì điện tích quy nhỏ này sẽ di chuyển trên một đường cong MN bất kỳ. Di chuyển trên một đường cong từ điểm M đến điểm N bất kỳ như trên hình vẽ đây. Được chưa? Thế thì khi đó chúng ta thấy là có lực tác dụng F này và làm cho điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N, khi đó có nghĩa là lực điện trường sinh công, và chúng ta phải tính công của lực điện trường này. Công của lực điện trường do quy lớn gây ra này là làm quy nhỏ di chuyển từ điểm M đến điểm N này bằng bao nhiêu. Được chưa? Thế thì để tính công đó thì chúng ta làm thế nào? Thì chúng ta phải chia cái đoạn đường cong MN, đây là đường cong bất kỳ mà, thì phần công cô dạy các em rồi, là chúng ta phải chia cái đường cong MN này thành các đoạn DS rất nhỏ. Đoạn DS đó trên hình vẽ cô gọi là đoạn AB này, rất nhỏ, nhỏ đến mức coi như đoạn DS này là đường thẳng, và vector DS là tiếp tuyến của đường cong này là gần như là trùng với nó luôn, đúng không? Nó là đường thẳng mà. Và công DA trên cái đoạn DS này thì chúng ta học rồi. Được chưa?
Như vậy là giả sử dưới tác dụng của nó là làm cho nó di chuyển trên đường cong MN đây. Thế thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ tính công của lực F trên đoạn dịch chuyển DF nhỏ đó. Đoạn DF này cô gọi là đoạn DA, đoạn AB trên hình vẽ đây này. Thì các em cũng học khái niệm công rồi. Khi đó DA bằng vector F nhân với vector dịch chuyển DF đúng không? Vector F nhân vector dịch chuyển DF. Vector F này bằng Q nhân vector E đây. Nhân vector DF. Và Q nhân vector E đây thì bằng KQ nhỏ Q lớn trên epsilon R mũ 3 vector R nhân vector DS. Chúng ta thay vào thôi đúng không? Thế thì vector R nhân vector DS bằng cái gì? Vector R nhân vector DS thì bằng là độ lớn của R nhân độ lớn DS nhân với cos của góc hợp bởi vector R và vector S. Và vector DS góc hợp bởi giữa vector R và vector DS. Vector R đây này là vector có chiều đi từ Q lớn đi ra đây này. Và vector DS này thì nếu chúng ta gọi góc đó là góc alpha đây. Thì khi đó nó bằng K, Q lớn, Q nhỏ trên epsilon, R bình, R này giảm bớt cho R này đi, nhân với DS, nhân với cos alpha. Thì đấy là DA, nhá. Hoàn toàn có thể tính được theo đúng cái biểu thức định nghĩa công. Vậy như vậy các em lắp công thức là DA bằng F, DS vào. Và F thì các em lắp bằng K, Q lớn, Q nhỏ trên epsilon, R mũ 3, vector R này. Sau đó các em khai triển tích vô hướng của hai vector này ra thì bằng độ lớn của R nhân độ lớn DS nhân cos alpha. Chúng ta giảm bớt R đi, vậy bằng K, Q lớn, Q nhỏ trên epsilon R bình DS nhân cos alpha. Được chưa? Thế các em nhìn vào biểu thức DA này, các em thấy nó là gì? Các em thấy là K là hằng số nhá, Q lớn hằng số, Q nhỏ hằng số, epsilon hằng số. K, Q lớn, Q nhỏ, epsilon là hằng số. Ở đây có cái gì chạy? Có DS chạy, khi mà DS trên chạy, khi DS chạy trên toàn bộ đường cong MN, đúng không? Thì R chạy theo, R là khoảng cách từ điện tích dương quy đến điện tích dương quy lớn đến điện tích dương quy nhỏ nhỏ này, đúng không? Như vậy là khi DS chạy thì R chạy theo và góc alpha là góc hợp bởi giữa DS và R cũng chạy theo. Như vậy chúng ta thấy là trong cái công thức DA này chúng ta có ba biến chạy là DS, góc alpha và R. Và để tính công của lực điện trường làm cho điện tích quy di chuyển từ điểm M đến điểm N thì các em phải lấy cái tích phân này. Và trong cái tích phân này các em thấy có ba biến chạy DS, R và alpha. Ba biến chạy đúng không? Các em phải đưa về một biến cho cô thì mới lấy được tích phân. Thì cái này cô cũng đã là cho các em làm quen với cách lấy tích phân ở ví dụ hôm trước rồi. Chúng ta đây là chúng ta lấy tích phân một lớp thì các em phải đưa về một biến cho cô nhá. Thế thì trong bài này chúng ta đưa về một biến như thế nào? Thì các em lại nhìn trên hình vẽ của cô đây. Chúng ta thấy là nếu đây là AB đúng không? Nếu từ B chúng ta hạ vuông góc xuống cái vector F này, cô gọi là A phẩy. Nhá. Và từ A chúng ta hạ vuông góc xuống thằng này, gọi là B phẩy. Thế thì tại như vậy là tại thời điểm T, điện tích Q này đang cách Q lớn một khoảng R. Thì giả sử đến điểm B này, tức là thời điểm T cộng DT, đúng không? T cộng DT, thì điện tích Q này đến điểm B. Chúng ta xét trong khoảng dịch chuyển DS thì thời gian di chuyển là DT thôi mà. Sau thời gian DT là đến điểm B này. Đúng không? Thì khoảng cách từ Q lớn này đến cái điểm B sau thời gian DT này thì chính là R biến thêm một lượng là DR. Như vậy nó bằng vector R cộng vector DR. Khoảng cách này đang là R nhá. Sau thời gian DT thì DT nhá thì biến thêm một lượng là DR. Được chưa? Vậy thì vì là DS rất là nhỏ, do đó vì DS vô cùng nhỏ để AB coi như đường thẳng mà. Như vậy là DR lúc này có thể coi gần đúng bằng đoạn BB phải. Đúng không? Coi gần đúng bằng đoạn BB phải, có thể coi được như thế các em nhé. Thế đoạn BB phải này bằng bao nhiêu? Đoạn BB phải này có thể cũng coi gần đúng bằng đoạn AA phải này. Và góc alpha đây, AB này có thể coi như đường thẳng. Vậy tam giác ABA phải có thể coi là tam giác vuông, đúng không? Tam giác vuông. Như vậy là DS nhân với cos alpha chính là bằng đoạn AA phải. Đoạn AA phải này có thể coi gần đúng bằng đoạn BB phải. Và đoạn BB phải này có thể coi gần đúng là DR. Đúng không? Như vậy DS nhân cos alpha có thể coi gần đúng bằng DR. Được chưa? Như vậy từ đây chúng ta thấy ngay này, như con trình trình bày lại này, DS nhân với cos alpha chính là có thể coi bằng đoạn AA phải. Đoạn AA phải có thể coi gần bằng đoạn BB phải đúng không? Và đoạn BB phải lúc này có thể coi gần đúng là DR. Như vậy DS nhân cos alpha bằng DR. Vậy các em thay DS nhân cos alpha bằng DR vào đây thì như vậy lúc này là cái DA của các em chỉ biến thiên theo R thôi, còn KQ, Q lớn trên epsilon là hằng số, đúng không? Từ đó các em sẽ suy ra cho cô ngay là DA lúc này bằng KQ lớn Q nhỏ trên epsilon R bình DR. Chưa? Thì đấy là cách biến đổi tích phân trong vật lý của các em nhé, cách biến đổi các đại lượng biến thiên với nhau đấy.
liên hệ với nhau như thế nào. Thế từ đây các em có thể tính được ngay, vậy thì công di chuyển, công ra lực điện trường di chuyển điện tích quy từ điểm M đến điểm N bằng bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta lấy tích phân thằng này là xong, đúng không? Vậy đó là AMN sẽ bằng tích phân của DA lấy từ điểm M đến điểm N. Từ điểm M đến điểm N lúc này các em thấy có mỗi R chạy đâu. R là khoảng cách từ điện tích quy đến điểm xét, đúng không? Như vậy nếu điện tích ở điểm M thì khoảng cách đó là RM. Còn nếu điện tích đó chạy đến điểm N thì khoảng cách đó là RN. Như vậy AMN lúc này sẽ phải bằng tích phân của DA lấy từ điểm M đến điểm N. Và thay cận tích phân theo R lúc này thì sẽ bằng từ RM đến RN. Đúng chưa? Thế mà DR trên R bình sẽ bằng trừ 1 trên R. Trừ 1 trên R thì cận từ RN đến RM. Thì cuối cùng kem ra được là bằng K quy lớn quy nhỏ trên epsilon RM trừ K quy lớn quy nhỏ trên epsilon RN. Đến đây thì tích phân này lại quá đơn giản rồi, đúng không? Được chưa? Như vậy đến đây cô nhắc lại là chúng ta đã chứng minh xong được cái thứ nhất là công của lực điện trường do điện tích điểm dương quy đứng yên gây ra làm điện tích điểm âm quy di chuyển từ điểm M đến điểm N sẽ bằng là K quy nhỏ quy lớn trên epsilon RM trừ K quy nhỏ quy lớn trên epsilon RN. Được chưa? Đấy là trường hợp thứ nhất nhé. Trường hợp tổng quát là bây giờ nếu chúng ta xét hệ điện tích điểm đứng yên Q1, Q2 đến Qn sinh công làm điện tích điểm Q nhỏ di chuyển từ điểm M đến điểm N bằng bao nhiêu? Đó là trường hợp thứ hai. Thế thì ở ví dụ ở phần trên chúng ta đã học là mỗi một điện tích quy này sẽ sinh công làm điện tích quy nhỏ di chuyển tuân theo công thức chúng ta chứng minh ở phần trên, đúng không? Mà công này có tính chất cộng hưởng cộng được vì nó là đại lực đại số, do đó mà công của hệ n điện tích điểm này sinh ra làm cho điện tích quy di chuyển từ m đến n thì chính bằng sigma của tất cả các cái công. Đây là công do một điện tích điểm quy gây ra làm quy nhỏ di chuyển từ m đến n, đúng không? Vậy thì mỗi một điện tích điểm quy đó sẽ sinh công tuân theo cái biểu thức này. Do đó công do hệ n điện tích điểm này gây ra làm quy di chuyển từ m đến n thì bằng sigma nó lên thôi, đúng không? Như vậy nó bằng bao nhiêu? AMN sẽ bằng là sigma của k quy nhỏ quy y trên epsilon rim trừ sigma của k quy nhỏ quy y trên epsilon rin, trong đó y chạy từ 1 cho đến n, do hệ n điện tích điểm này gây ra. Được chưa? Mỗi một điện tích đó sẽ sinh một cái công và công này có tính chất cộng được. Do đó các em cộng n cái công đó lại do n điện tích gây ra thì chúng ta sẽ ra được công do hệ n điện tích gây ra. Nhá. Đến đây, nhìn vào biểu thức này chúng ta có nhận xét gì? Thì các em thấy là nhìn vào biểu thức này chúng ta thấy là rõ ràng công do một điện tích hay là một hệ điện tích điểm gây ra, đúng không? Không phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo của vật. Do đó ở đây cô mới bảo chúng ta xét trong khi mà vật chuyển động trên một đường cong MN bất kỳ. Vì nó chuyển động trên đường cong MN bất kỳ, chúng ta mới phải chia nhỏ đoạn đó ra và chúng ta lấy tích phân. Mỗi một đoạn coi như một đường thẳng và chúng ta lấy tích phân. Như vậy rõ ràng là biểu thức công ở đây không phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo của vật chịu lực, đúng không? Nó chỉ phụ thuộc vào gì hả các em? Nó chỉ phụ thuộc vào mỗi vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối trong hai biểu thức mà chúng ta vừa chứng minh đấy, đúng không? Vậy công cũng đó không phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo của vật chịu lực, chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối thì trường đó là gì hả các em? Trường đó là một trường đặc biệt mà các em đọc ở phần cơ học. Thì trường đó là trường lực thế mà tuần trước cô đã dạy các em, đúng không? Như vậy đến đây chúng ta có nhận xét công của lực tĩnh điện trong quá trình dịch chuyển điện tích điểm quy trong điện trường thì làm sao? Thì rõ ràng là không phụ thuộc vào hình dạng đường cong dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối. Biểu thức trên thấy rất rõ, đúng không? Vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối. Còn đường cong dịch chuyển là có một đường dịch chuyển là một đường cong bất kỳ. Thế thì đây là một tính chất rất hay mà chúng ta đã học về trường lực.
Như vậy là trường tĩnh điện lúc này sẽ là trường lực thế. Và lực tĩnh điện chúng ta gọi là lực thế. Được chưa? Như vậy chúng ta có trường thứ hai là trường thế nhá. Trường thứ nhất ở phần cơ chúng ta học đó là trường hấp dẫn, trường trọng lực. Hôm nay sang phần điện chúng ta học đó là trường tĩnh điện. Do điện tích điểm đứng yên quy gây ra mà, trường tĩnh điện là trường lực thế. Được chưa? Như vậy chứng minh xong khái niệm công. Từ khái niệm trường lực thế này chúng ta đi đến khái niệm thế năng. À, phần cơ cũng dạy rất kỹ về thế năng rồi. Thế năng là gì? Thế năng là năng lượng của vật, đặc trưng sự tương tác của vật với vật gây ra trường lực mà nó chuyển động trong trường lực ấy. Đúng không? Do đó ở đây chúng ta thấy là điện tích điểm Q chuyển động trong trường lực của các điện tích Q lớn này. Như vậy là lúc này lực tương tác giữa điện trường lực của điện tích Q lớn lên Q nhỏ, năng lượng tương tác đó chúng ta gọi là thế năng nhá. Do đó chúng ta sang đến phần 2 lớn là thế năng của điện tích điểm trong điện trường. Thế năng của điện tích điểm trong điện trường. Thế thì như cô đã trình bày ở phần trên, tức là lúc này trường tĩnh điện là trường lực thế và chúng ta vừa mới học xong công của lực thế, công của lực tĩnh điện làm chất điểm di chuyển từ M đến N, chúng ta vừa mới học ở phần trên rồi, đúng không? Thế mà ở trong trường lực thế, ở phần cơ học, em còn nhớ cô đã nói ở phần cơ học, chúng ta có một biểu thức rất hay của trường lực thế, đó là gì? Đó là công của lực thế làm chất điểm di chuyển từ M đến N bằng độ giảm thế năng của nó. Cái này ở phần cơ cô đã nói rồi. Như vậy chúng ta có công của lực thế làm chất điểm di chuyển từ M đến N theo định nghĩa bằng tích phân của DA trên đoạn MN thì bằng độ giảm thế năng của nó, tức là bằng thế năng tại điểm M trừ thế năng tại điểm N. Nếu đây cô gọi V kép là thế năng, vậy nó bằng thế năng tại điểm M trừ thế năng tại điểm N. Biểu thức này chúng ta đã nói ở phần cơ học rồi, bằng độ giảm thế năng của nó. Tức rất rõ nhá. Thế mà vừa rồi các em học này, em đã có biểu thức thứ nhất này là gì? Là công của lực tĩnh điện do điện tích điểm Q gây ra làm điện tích điểm Q nhỏ di chuyển từ M đến N bằng bao nhiêu? Chúng ta vào xong. Điện tích điểm Q nhỏ di chuyển trong điện trường của điện tích điểm Q lớn, tức là điện tích điểm Q lớn sinh công cái gì? Và công AMN đó bằng K Q lớn Q nhỏ trên epsilon RM trừ K Q lớn Q nhỏ trên epsilon RN. Như vậy K Q và theo biểu thức thì nó bằng thế năng tại điểm M trừ thế năng tại điểm N đây. Đúng không? Và chúng ta vừa chứng minh thì nó bằng bên bế phải này. Vậy từ đây suy ra là thế năng tại điểm M chính là K Q lớn Q nhỏ trên epsilon R tại điểm M và thế năng tại điểm N là K Q lớn Q nhỏ trên epsilon RN, trong đó RN là khoảng cách từ Q lớn Q nhỏ tại đến điểm tại điểm N, còn RM là khoảng cách từ Q lớn đến Q nhỏ tại điểm M. Như vậy trong trường hợp tổng quát chúng ta thấy là thế năng của điện tích điểm Q nhỏ trong điện trường của điện tích điểm Q lớn bằng bao nhiêu? Tại một điểm bất kỳ đúng không? Như vậy thế năng của điện tích điểm Q nhỏ tại một điểm trong điện trường của điện tích điểm Q lớn là bằng K Q lớn Q nhỏ trên epsilon R. Đúng không? Trong đó R này là khoảng cách từ Q lớn đến đến Q nhỏ tại một điểm bất kỳ trong điện trường. Hay đây chính là biểu thức đặc trưng cho sự tương tác của điện trường do Q lớn gây ra lên Q nhỏ. Thế năng là gì? Thế năng là năng lượng đặc trưng cho sự tương tác của gì? Tương tác của cái vật gây của cái vật gây ra điện vật gây ra cái trường lực với cái vật đặt trong trường lực đấy. Định nghĩa rất rõ. Như vậy đây là thế năng của điện tích điểm Q trong điện trường của điện tích điểm Q lớn, hay là năng lượng đặc trưng cho sự tương tác của điện trường Q lớn lên điện tích điểm Q nhỏ. Được chưa? Ý nghĩa vật lý của nó rất rõ như thế nhá. À, tương tự như vậy, từ đây các em có thể suy ra biểu thức thế năng của điện tích điểm Q nhỏ trong điện trường của hệ điện tích điểm Q1 đến Qn. Ý thứ hai.
Thế năng của điện tích điểm quy nhỏ trong điện trường của hệ điện tích điểm quy y, tức là y ở đây chạy từ 1 đến n như chúng ta vừa trình bày đấy. Quy 1, quy 2 cho đến quy n đấy. Thì mỗi một quy sẽ gây ra, sẽ có một năng lượng tương tác lên, mỗi một quy y này sẽ một có một cái năng lượng tương tác lên quy nhỏ đúng không? Và tổng của năng lượng tương tác của n điện tích đó chính là thế năng của điện tích quy trong điện trường của hệ điện tích điểm quy y này, đúng không? Như vậy các em lấy biểu thức sigma lên là xong. Bằng sigma của k quy nhỏ quy y trên epsilon ri, trong đó y chạy từ 1 đến n. Thế còn trong trường hợp tổng quát hơn nữa, nếu điện tích quy nhỏ này chuyển động trong điện trường của một vật tích điện quy lớn nào đó, một vật tích điện thì chúng ta chia vật tích điện đó thành các dq rất nhỏ. Mỗi dq đó coi là một điện tích điểm, đúng không? Và thế năng của điện tích quy này trong điện trường của vật tích điện đó bằng sigma của thằng này lên. Tuy nhiên, sigma của các thằng dq phân bố liên tục thì biến thành cái gì hả các em? Biến thành tích phân là xong. Vậy tích phân của k quy dq trên epsilon r nhá. Thì trong trường hợp tổng quát em hoàn toàn lấy được tích phân đấy thôi. Vậy là chúng ta đã xong khái niệm thế năng, đó là đặc trưng cho năng lượng tương tác của điện trường do quy lớn gây ra lên quy nhỏ nhá. Và để đưa ra đại lượng đặc trưng cho sự năng lượng tương tác này, chúng ta gọi là điện thế. Sau đó kem sang đến phần 3 lớn là điện thế. Một khái niệm mới nữa phải nhớ nhá. Có mỗi hai khái niệm thôi, chương này là chương dài nhất. Khái niệm thứ nhất là cường độ điện trường, cô vừa ôn lại rồi. Khái niệm thứ hai là điện thế mà chúng ta đang học đây. Vậy ý nghĩa của điện thế là gì? Điện thế là một đại lượng đặc trưng cho điện trường tại một điểm về mặt dự trữ năng lượng. Như cô vừa đặt vấn đề lúc đầu. Đặc trưng cho điện trường tại một điểm về mặt dự trữ năng lượng. Được chưa? Vậy với ý nghĩa vật lý như thế thì nó được định nghĩa bằng biểu thức như thế nào? Được chưa? Thế thì như chúng ta vừa nói rồi, thế năng là cái năng lượng tương tác của điện trường do quy lớn gây ra lên quy nhỏ. Đúng không? Vậy thì nếu như chúng ta có tại một điểm trong điện trường của điện tích quy gây ra, chúng ta đặt một điện tích điểm quy nhỏ, thì điện tích điểm quy nhỏ này sẽ bị điện trường của quy lớn tác dụng một năng lượng tương tác, chính là thế năng mà chúng ta vừa mới học. Và nếu chúng ta lấy biểu thức thế năng đó chia cho điện tích quy đặt vào, thế năng này là năng lượng tương tác của điện trường lên điện tích quy, và chia cho điện tích quy đó, thì đây là biểu thức năng lượng tương tác của điện trường lên một đơn vị điện tích đặt tại điểm đó. Và tỷ số này mà càng lớn thì năng đặc trưng cho năng điện trường về mặt dự trữ năng lượng tại điểm đó càng lớn. Do đó người ta gọi biểu thức này là điện thế. Nhá. Như vậy điện thế tại một điểm trong điện trường có độ lớn bằng thế năng tương tác của điện trường đó lên một đơn vị điện tích quy đặt tại điện trường tại điểm đó. Cô nhắc lại nhé, cái V kép này chúng ta vừa ký hiệu đó là năng lượng, đó là thế năng tương tác của điện trường lên điện tích quy đúng không? Mà chia cho điện tích quy thì chính bằng thế năng tương tác của điện trường lên một đơn vị điện tích đặt tại điểm đó, và người ta gọi tên là điện thế vì biểu thức này đặc trưng cho điện trường tại một điểm về mặt năng lượng nhé. Thì biểu thức định nghĩa rất rõ. Từ biểu thức định nghĩa này chúng ta suy ra trường hợp đặc biệt thứ nhất là điện thế do một điện tích điểm quy gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r. Bằng bao nhiêu các em? Bằng thế năng của điện trường đó tác dụng lên một đơn vị điện tích quy, thế năng V kép này bằng k quy lớn quy nhỏ trên epsilon r mà chia cho quy nhỏ, đúng không? Như vậy V bằng k quy trên epsilon r. Chia mất đi cho quy nhỏ. Hay là K thì bằng 1 trên 4 pi epsilon 0. Như vậy đó, hay là bằng 1 trên 4 pi epsilon 0 quy trên epsilon r. Tùy các em gọi. Vì 1 trên 4 pi epsilon 0 ở đây chính là bằng K. Em biết thế nào cho gọn. Em nhớ là hiểu được là nhá. Viết theo epsilon 0 cũng được mà viết theo K cũng được. Công thức này phải nhớ để làm bài tập các em nhé. Có mỗi hai khái niệm đặc trưng cho nó thôi mà. Trường hợp đặc biệt thứ hai là điện thế do hệ n điện tích quy gây ra tại một điểm, đúng không? Ý thứ hai.
là điện thế do hệ điện tích điểm Q1, Q2 đến Qn gây ra tại điểm, tại một điểm. Trong đó có gọi là Qi, hệ điện tích điểm Qi, Y chạy từ 1 đến N đấy. Thì sigma lên là xong đúng không? Như vậy là bằng sigma của K Qi trên epsilon Ri, Y chạy từ 1 đến N. Được chưa nào? Thì đấy là ý thứ hai, điện thế do một hệ điện tích điểm gây ra tại điểm, một điểm nhá. Trường hợp tổng quát là nếu một vật tích điện gây ra thì sao? Em sang ý thứ ba phải nhớ cho cô là điện thế do một vật tích điện Q gây ra tại một điểm. Thì để làm thế nào để dùng công thức này chỉ đúng với một điện tích điểm thôi đúng không? Thì làm thế nào để dùng được thì chúng ta phải chia vật tích điện này thành các phần mang điện rất nhỏ dQ. Mỗi dQ này nhỏ đến mức coi như một điện tích điểm. Và điện thế do thằng dQ gây ra tại một điểm thì tuân theo công thức một điện tích điểm. Và điện thế do cả vật tích điện gây ra tại một điểm thì bằng tích phân của nó lên thôi, giống hoàn toàn cường độ điện trường, đúng không? Như vậy là V lúc này bằng tích phân của KdQ trên epsilon R lấy theo toàn vật. Được chưa các em? Như vậy là về mặt nguyên tắc chúng ta hoàn toàn có thể tính được điện thế do một vật tích điện bất kỳ, có hình dạng bất kỳ gây ra. Và nhìn vào tích phân này các em thấy rõ ràng cái biểu thức này cũng phụ thuộc vào hình dạng kích thước của vật. Với các vật có hình dạng kích thước khác nhau thì điện thế do nó gây ra tại một điểm là khác nhau. Yeah. Thì đấy là khái niệm thứ hai là khái niệm điện thế. Em thấy chưa nào? Thế thì đến nhìn vào cái biểu thức điện thế này, các em thấy nó khác gì so với khái niệm cường độ điện trường? Thì ở đây các em nhận xét thấy ngay đúng không? Cường độ điện trường là một đại lượng vector đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực. Còn điện thế ở đây là một đại lượng vô hướng đặc trưng cho điện trường về mặt dự trữ năng lượng. Và các em nhìn vào đây các em thấy là ở đây có viết biểu thức này là vô hướng, do đó và ở đây Q không có trị số tuyệt đối. Như vậy là điện thế ở đây có thể có giá trị dương hoặc có thể có giá trị âm tùy thuộc vào dấu của Q. Các em nhớ chưa? Không có trị số tuyệt đối các em nhá. Em nhìn cô viết này, không có trị số tuyệt đối. Vì cô xuất phát từ công thức chứng minh không có trị số tuyệt đối của Q, được chưa? Như vậy nhìn vào công thức này chúng ta thấy là điện thế là một đại lượng vô hướng có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào dấu của điện tích gây ra điện trường. Được chưa? Tuân theo công thức cô dạy đây. Thì đấy là khái niệm điện thế các em nhá. Đặc trưng cho điện trường về mặt năng lượng. Phải lưu ý rất kỹ như cô vừa nói, điện thế là một đại lượng vô hướng. Được chưa? Thế thì chúng ta thấy là khái niệm điện thế này chúng ta được suy ra từ đâu? Từ khái niệm công này, chúng ta đi đến khái niệm thế năng này và cuối cùng chúng ta đi đến khái niệm điện thế. Như vậy từ khái niệm điện thế và khái niệm công có mối liên hệ với nhau. Do đó chúng ta xét một ý tiếp theo, đó là mối liên hệ giữa công và điện thế. Thế thì rõ ràng từ biểu thức định nghĩa công và điện thế thì các em thấy rõ ràng là vậy công của lực điện trường làm điện tích Q di chuyển từ M đến N bằng bao nhiêu các em? Công của lực điện trường làm điện tích điểm Q di chuyển từ điểm M đến điểm N liên hệ theo điện thế. Vừa rồi các em chứng minh được bằng KQ lớn Q nhỏ trên epsilon RM trừ KQ lớn Q nhỏ trên epsilon RN. Nếu em lấy Q nhỏ ra làm thứ chung thì trong hoặc là KQ lớn trên epsilon RM trừ KQ nhỏ trên epsilon RN chính là điện thế, đúng không? Như vậy đây là biểu thức công tổng quát liên hệ với điện thế. AMN bằng Q nhân VM trừ VN. Biểu thức này sẽ dùng để tính điện, để tính công các em nhé. Để tính công của lực điện trường. AMN bằng Q nhân VM trừ VN. Trong đó VM là điện thế do điện trường gây ra tại điểm M. Và VN là điện thế do điện trường gây ra tại điểm N. Và điện trường đó đã làm điện tích Q nhỏ này di chuyển từ M đến N. Em thấy chưa? Như vậy để tính công của lực điện trường ở đây chúng ta sẽ tính đến điện thế, độ giảm điện thế, hiệu điện thế từ M đến N. VM trừ VN chúng ta gọi là U, hiệu điện thế MN đấy. Vậy AMN bằng Q nhân với UMN. Được chưa? Và dùng công thức này để tính công nhé. Và nhìn về biểu thức này như cô vừa nhận xét, rõ ràng công lúc này có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào dấu của quy nhỏ, dấu của quy lớn. Do đó nó có thể có giá trị dương hoặc âm. Dương nếu điện trường đó gây ra công phát động và âm nếu điện trường đó gây ra công cản. Nhá. Do đó khi làm bài tập kem để lưu ý dấu của quy, dấu của quy là một dấu của công A. A dương kem để dương mà A âm kem để âm. Âm thì kem kết luận đó là điện trường sinh công cản. Đấy chưa? Thì khái niệm đó là khái niệm công nhá, rất rõ. Và công thức này chúng ta dùng để tính công của lực điện trường tại trong một điện trường bất kỳ, em nhớ chưa? Thì các em tìm VM và VN cho cô là xong. Thì xong khái niệm thứ nhất là khái niệm điện thế.
À, từ khái niệm địa thế này chúng ta đi đến cái gì? À, cái nhớ chúng ta đi đến khái niệm nhỏ tiếp theo đó là mặt đẳng thế. Đây là một khái niệm nhỏ, khái niệm phụ thôi, mặt đẳng thế. Đẳng là như nhau, bình đẳng đấy các em. Vậy mặt đẳng thế là gì? Mặt đẳng thế là quỹ tích những điểm có cùng điện thế ở trong điện trường. Là quỹ tích những điểm có cùng điện thế ở trong điện trường thôi. Nhá. Đẳng là như nhau mà bình đẳng đấy. Cô lấy ví dụ thế này cho các em thấy kiểu đơn giản này. Ví dụ như là mặt đẳng thế của một điện tích điểm chẳng hạn. Thì như các em đã biết, một điện tích điểm sẽ gây ra xung quanh một điện thế là V bằng KQ trên epsilon R. E trong đấy R là khoảng cách từ điểm đó đến đến điện tích. Như vậy rõ ràng là tại mọi điểm cách đều điện tích đó thì điện thế như nhau, đúng không? Vẽ nên một mặt là mặt đẳng thế. Như vậy mặt đẳng thế của một điện tích điểm gây ra chính là một mặt cầu tâm nằm trên điện tích đó. Thì tại mọi điểm cách đều điện tích đó trong không gian điện thế như nhau, vậy là mặt đẳng thế. Vậy điểm đó chính là mặt cầu, đúng không? Quỹ tích của nó chính là mặt cầu. Đấy, ví dụ như thế. Như vậy, ví dụ như là mặt đẳng thế của một điện tích điểm là mặt cầu. Được chưa? Thì từ định nghĩa này chúng ta rút ra các tính chất gì? Thì ở đây cô chứng minh cho các em nó có ba tính chất. Chúng ta sang hai nhỏ là tính chất của mặt đẳng thế. Để chứng minh tính chất của đẳng thế, mặt đẳng thế cô chứng minh này, ở phần cô vi nhỏ này cô chứng minh cho em thấy này, là giả sử chúng ta xét hai điểm MN ở trên mặt đẳng thế, thì công của lực điện trường di chuyển điện tích điểm Q0 từ điểm M đến điểm N là AMN bằng Q0 nhân VM trừ VN, theo định nghĩa chúng ta vừa học. Thế mà điểm M và điểm N nằm trên mặt đẳng thế, tức là VN bằng VM, dẫn đến là A này bằng 0, đúng không? A bằng 0. Như vậy là chúng ta có là tính chất thứ nhất, rõ ràng là công của lực điện trường di chuyển điện tích điểm trên mặt đẳng thế là bằng 0, đúng không? Thứ hai là như thế này này, thứ hai là theo định nghĩa AMN bằng bao nhiêu? Theo định nghĩa AMN bằng Q0 nhân vector E nhân vector dịch chuyển DS. Trong đó vector dịch chuyển DS là vector trên mặt đẳng thế đấy. Chúng ta chia cái đoạn MN thành các đoạn DS vô cùng nhỏ đấy. Thế mà hai điểm MN trên mặt đẳng thế, như vậy thằng này bằng 0. Thằng này bằng 0 dẫn đến là A này bằng 0 mà dẫn đến là vector E nhân vô hướng vector DS bằng 0. Vector E mà nhân vô hướng với vector DS bằng 0 có nghĩa là vector E vuông góc với vector DS. Có nghĩa là cường độ điện trường thì vuông góc với bề mặt đẳng thế. Đúng không? Và tại mỗi điểm có một điện thế, do đó các mặt đẳng thế thì không cắt nhau. Đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta suy ra là có ba tính chất. Tính chất thứ nhất là các mặt đẳng thế thì không cắt nhau. Rõ ràng tại mỗi điểm có một mặt đẳng thế. Tính chất thứ hai là công của lực tính điện trong sự dịch chuyển điện tích điểm trên mặt đẳng thế thì bằng 0 đây, vì rõ ràng VM bằng VN. Và tính chất thứ ba, vector E vuông góc với vector dịch chuyển DS. Như vậy là vector cường độ điện trường luôn vuông góc với bề mặt đẳng thế. Vector DS là vector dịch chuyển trên mặt đẳng thế mà. Vậy tính chất thứ ba, vector cường độ điện trường tại mọi điểm trên mặt đẳng thế thì luôn vuông góc với mặt đẳng thế tại điểm đó. Ba tính chất rất rõ, đúng không nào? Nhá, như vậy thôi. Vậy thì từ khái niệm điện thế này, ở đây trong bài này yêu cầu các em nắm cho cô được cái gì? Trong bài này cô yêu cầu các em nắm cho cô được thứ nhất là một cái đại lượng mới, thứ hai đó là thế nào là điện thế, đúng không? Thì điện thế tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt dự trữ năng lượng, và từ biểu thức định nghĩa này chúng ta rút ra biểu thức điện thế do một điện tích điểm gây ra tại một điểm thì bằng KQ trên epsilon R. Thứ hai là điện thế do hệ điện tích điểm gây ra tại một điểm thì bằng sigma nó lên thôi. Mỗi một điện tích gây ra một điện thế như này thì sigma tất cả cái VI này lên thì chúng ta ra được điện thế do hệ điện tích điểm gây ra. Và từ đó suy ra điện thế do một vật tích điện gây ra bất kỳ tại một điểm bất kỳ thì bằng cách là chia vật đó thành các dQ rất nhỏ và lấy tích phân của nó. Được chưa? Thì đấy là cái thứ nhất yêu cầu các em nắm được. Cái thứ hai là ở đây có nhận xét là điện thế ở đây phải là một đại lượng đại số vô hướng có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào dấu của quy, không có chỉ số tuyệt đối nhá. Thì đấy là vấn đề thứ hai.
Tiếp theo, và từ khái niệm điện thế này chúng ta xét mối liên hệ giữa công và điện thế. Vậy thì công của lực điện trường làm điện tích điểm Q di chuyển từ M đến N thì chính bằng Q nhân VM trừ VN. Được chưa? Thì đấy là, đấy, cả một tiết vừa rồi cô dạy các em thì cô yêu cầu các em nắm được biểu thức của điện thế và biểu thức của công liên hệ với điện thế. Thế còn một ý nhỏ là thế nào là mặt đẳng thế này? Thì đây là một ý nhỏ thôi, một cái mặt đặc biệt. Là đối với mặt đẳng thế thì vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với mặt đẳng thế. Thế thôi nhá. Như vậy là chúng ta đã học xong được hai đại lực đặc trưng cho điện trường là cường độ điện trường và điện thế. Vậy rõ ràng đây là hai đại lực đặc trưng cho điện trường thì chúng phải liên hệ với nhau. Do đó chúng ta sang bài cuối cùng của chương này, đó là liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế. Liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế. Được chưa các em? Thế thì mục đích của bài này là gì? Rõ ràng chúng ta vừa học cường độ điện trường là đại lực đặc trưng cho điện trường về mặt gì các em? Tác dụng lực. Còn điện thế là đại lực đặc trưng cho điện trường về mặt năng lượng. Như vậy rõ ràng hai thằng này sẽ phải liên hệ với nhau. Một thằng là một vector, cường độ điện trường thì là một đại lượng vector. Còn điện thế là một đại lượng vô hướng. Được chưa? Sau đó phần 1 này cô sẽ chứng minh mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế. Nhá. Cô sẽ chứng minh xem chúng liên hệ với nhau như thế nào. Được chưa? Để chứng minh mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế thì cô làm như sau này. Chúng ta xét hai điểm MN ở bên trong mặt đặt trong điện trường. Xét hai điểm MN đặt trong điện trường. Giả sử tại điểm M có điện thế là V và tại điểm N có điện thế cao hơn là V cộng DV, biến thêm một lượng DV trong đó DV dương, tức là điện thế tại N cao hơn điện thế tại M. Được chưa? Ví dụ đây là hai điểm MN. Và hai điểm MN này đang cách nhau một khoảng là vector DS, nó nhỏ đến mức nó coi như đường này, đường thẳng nối từ M đến N có thể coi như đường thẳng, nó nhỏ đến mức như thế đúng không? Do đó có gọi là vi biến thiên một lượng là DS. Và vì nó nhỏ đến mức như thế, nó gần nhau như thế, do đó mà điện thế chỉ biến thiên một lượng, ở đây gọi là DV thôi. Được chưa? Xét hai điểm MN trong mặt đẳng thế. Ở trong điện trường thì ví dụ tại điểm M có điện thế là V và tại điểm N điện thế cao hơn là V cộng DV đi trên hình vẽ. Thế thì bây giờ phải chứng minh xem cái điện trường này này với cái điện thế V này liên hệ với nhau như thế nào. Thì cô mới xét như sau. Qua điểm M cô vẽ, qua điểm M vẽ một mặt đẳng thế và qua điểm N phải vẽ một mặt đẳng thế. Hoàn toàn có thể vẽ được bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta biết phương của vector cường độ điện trường E tại điểm M nó sẽ có phương như thế này chẳng hạn. Yeah. Thì khi đó cường độ điện trường tại một điểm trên mặt đẳng thế nó phải vuông góc với bề mặt như vậy. Qua điểm M vẽ một mặt đẳng thế sao cho vector E ở đây phải vuông góc với mặt đẳng thế. Qua điểm N vẽ một mặt đẳng thế sao cho E ở đây vuông góc với mặt đẳng thế. Hoàn toàn có thể vẽ được như thế nhá. Vẽ hai mặt đẳng thế. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta là cái gì? Chúng ta hãy tính cho cô công của lực điện trường làm điện tích điểm Q di chuyển từ M đến N bằng bao nhiêu? Công của lực điện trường làm điện tích Q di chuyển từ M đến N. Thì chúng ta vừa vận dụng công thức vừa rồi. DA bằng bao nhiêu? DA bằng Q nhân VM trừ VN. Ở đây cô gọi là DA thôi bởi vì MN cách nhau một khoảng DS. Các em nào gọi là AMN cũng được. Ở đây cô gọi là DA cũng được nhé. Thì bằng Q nhân VM trừ VN. VM là V và VN là V cộng DV. À, như vậy là DA bằng trừ QDV. Được chưa? Mặt khác, theo biểu thức định nghĩa công thì DA bằng F nhân vector dịch chuyển DS. Đúng không? Đây là biểu thức mà chúng ta vừa chứng minh A bằng Q nhân VM trừ VN, mối liên hệ giữa công và điện thế. Mặt khác, theo định nghĩa công mà chúng ta học ở phần cơ học thì DA lúc này bằng F nhân vector DS, vector F nhân vector DS, vector F bằng Q nhân vector E nhân vector DS. À, theo định nghĩa E bằng Q, E bằng F nhân Q mà. Hay là bằng độ lớn của Q nhân độ lớn của E nhân độ lớn DS nhân với cos alpha là góc hợp bởi giữa vector E và vector dịch chuyển DS. Đấy là biểu thức định nghĩa công. Được chưa? Thế thì hai thằng này đều là công hết. Vậy chúng bằng nhau. Suy ra được cái gì? Chúng bằng nhau. Suy ra được là độ lớn của E nhân độ lớn DS nhân với cos alpha thì bằng trừ DV.
giải được hai thằng quy để cho nhau. Đây là độ lớn của e nhân độ lớn ds nhá. Phá tích vô hướng của hai vector ra. Độ lớn của e nhân độ lớn ds, đúng là viết trị số tuyệt đối đấy. Nhưng ở đây có viết là các em hiểu như đây độ lớn đúng không? Thế độ lớn của e dương, độ lớn ds dương nhân với cos alpha lại bằng trừ dv, dv thì dương, như vậy trừ dv âm, suy ra cos alpha phải âm. Như vậy cos alpha bằng một dấu âm đúng không? Cos alpha mà âm thì góc alpha ở đây phải là góc tù. Thì suy ra alpha là góc tù các em nhé. Thế mà alpha là góc hợp bởi cái gì? Alpha là góc hợp bởi giữa vector e và vector dịch chuyển ds. Vậy vector dịch chuyển ds là từ m đến n. Góc hợp bởi giữa vector e, vậy trong trường hợp này vector e phải đi hướng từ điểm m n đến điểm m, hướng từ cái mặt đằng thế ở n sang mặt đằng thế tại m và hướng lên như thế này. Thì góc alpha là góc hợp bởi giữa vector dịch chuyển ds và vector e, lúc này góc này là góc alpha mới có giá trị, cos alpha mới có giá trị âm, tức là alpha là một góc tù. Được chưa? Rất là rõ nhé. Như vậy góc này là góc alpha thì e phải hướng từ n đến m. Đúng chưa? Vậy thì từ cái biểu thức này chúng ta thấy là vector e phải luôn hướng từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. Đó, rồi chúng ta có nhận xét thứ nhất. Vector cường độ điện trường luôn hướng theo chiều giảm của điện thế. Đúng chưa? Vì trong trường hợp này góc alpha là góc tù mà ds hướng từ m đến n, vậy góc alpha phải là góc tù. Và e hướng từ n đến m, tức là từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. Đấy là nhận xét thứ nhất. Cái này các em đã được biết từ cấp 3 nhưng mà không chứng minh được. Đến bây giờ, đến đây là chúng ta chứng minh rất rõ đấy. Nhận xét thứ hai, em nhìn trên hình vẽ cho cô. Ở đây là độ lớn của e nhân với cos alpha thì ra cái gì? Độ lớn của e nếu giả sử cô dịch chuyển tịnh tiến vector e điểm gốc của nó lên đến điểm m thì đoạn này là độ lớn của e. Đúng không? Nhân với cos alpha, nếu góc này là có alpha thì cái đoạn ds kem kéo dài ra thì nó là 180 độ trừ alpha gì? Thế thì khi đó chúng ta có ds nhân cos alpha ở đây chính là bằng hình chiếu của đây, nếu cô gọi vector e hướng từ đây sang đây thì ds nhân với cos alpha chính là hình chiếu của vector e này này, chính là cái đoạn chấm 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 này này, đúng không? Chiếu xuống đây đoạn thì đoạn chấm chấm này chính là hình chiếu của vector cường độ điện trường lên phương của ds, và trên hình vẽ này cô gọi là esc, tức là hình chiếu của vector e lên phương của ds. Đúng chưa? Như vậy các em sẽ có độ lớn là vậy ES gì lúc này bằng trừ DV trên DS. Trừ DV trên DS. Được chưa? Thì biểu thức này nói lên mối liên hệ giữa độ lớn của E và độ lớn của V. Thế còn chiều của E thì luôn hướng theo chiều giảm của điện thế rồi. Còn biểu thức dưới là độ lớn hình chiếu của vector e, e nhân với cos alpha chính là hình chiếu của vector e lên phương ds. Vậy nó ra giá trị dương là giá trị đại số rồi đúng không? Bằng trừ dv là độ giảm thế khi đi từ n đến m chia cho mn, khoảng cách mn là ds. Như vậy bằng độ giảm thế trên một đơn vị chiều dài của phương đó. Vậy kết luận này phải nhớ. Vậy hình chiếu của vector cường độ điện trường lên một phương nào đó về trị số bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài của phương đó. Rất là rõ đây này. ES là hình chiếu của vector E lên phương DS. Thì bằng trừ DV là độ giảm điện thế trên chiều dài DS chia cho DS. Vậy có phải là bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài của phương đó? Phương đó trong bài này chính là phương DS em nhé. Chính là phương DS. Như vậy, trên cái slide này cô đã chứng minh xong mối liên hệ giữa E và V. Em thấy mỗi một ý ở đây cô chứng minh có một slide thôi mà, đúng không? Các em học cũng rất là dễ. Thứ nhất là cô đã chứng minh được là vector cường độ điện trường luôn có chiều là hướng theo chiều giảm của điện thế. Mối liên hệ giữa E và V mà. Thứ hai, nếu mà nói về độ lớn thì hình chiếu của vector cường độ điện trường lên một phương nào đó có độ lớn bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài của phương đó. Thank you.
Như vậy chúng ta đã nghiên cứu xong mối liên hệ giữa điện trường và điện thế. Do đó về mặt nguyên tắc, nếu các em biết được điện trường các em do một vật nào đó gây ra thì các em sẽ biết được điện thế tương ứng và ngược lại. Nhá, bằng cái mối liên hệ này. Bây giờ từ mối liên hệ này chúng ta chứng minh rằng hai công thức các em cần phải nhớ cho cô, đó là phần ứng dụng. Chúng ta xét hai ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất là tính hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song vô hạn, năng điện đều và trái dấu, bằng nhau và trái dấu. Được chưa? Hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song rộng vô hạn, mang điện đều, bằng nhau và trái dấu. Thì hôm trước cô nói rồi, hai mặt phẳng rộng vô hạn song song bằng nhau, mang điện đều và trái dấu chính là tạo thành một cái gọi là tụ phẳng đã tích điện. Đúng không? Vậy hiệu điện thế giữa hai bản tụ phẳng lúc này liên hệ với cường độ điện trường như thế nào? Thì giả sử chúng ta xét hai bản tụ phẳng đây, hôm trước chúng ta học rồi. Bản dương gây ra một vector cảm ứng điện đi ra khỏi bản dương và bản âm gây ra một vector cảm ứng điện đi vào bản âm. Một gọi thằng gọi là D1, thằng gọi là D2. Như vậy khoảng giữa hai bản tụ này là điện trường đều có cường độ điện trường E. Cường độ điện trường E bằng bao nhiêu các em? Cường độ điện trường E thì bằng là E bên trong là bằng bao nhiêu các em? Bằng sigma chia epsilon 0, epsilon cô vừa mới ôn lại rồi. Trong đó sigma là mật độ điện tích mặt trên hai bản tụ này. Có đúng không nào? Như vậy cường độ điện trường trong lòng hai bản tụ đã biết chiều đi từ bản dương sang bản âm. Và nếu chúng ta gọi khoảng cách giữa hai bản tụ là D thì E bằng sigma trên epsilon 0, epsilon đó chính là cường độ điện trường chạy trong cả cái bản tụ này, cách nhau một khoảng là D này. Vậy nếu biết được cường độ điện trường có tìm được hiệu điện thế giữa hai bản tương ứng không? Hoàn toàn tính được, vừa học rồi. Đó là gì? Đó là Vm trừ Vn bằng cái gì các em? Thì các em dùng công thức này đây. Là hình chiếu của vector cường độ điện trường lên một phương nào đó có độ lớn bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài của phương đó. Các em vận dụng vào bài này. Hình chiếu của vector cường độ điện trường lên một phương nào đó. Phương nào đó ở đây là gì? Phương nào đó là phương nối từ bản dương sang bản âm đi. Đúng không? Thì hình chiếu của vector cường độ điện trường lên phương đi từ bản dương sang bản âm này trùng ngay với chính nó. Chúng ta gọi là E. Thì bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài của phương đó, nếu gọi bản dương tích điện thế, có điện thế là V1, bản âm có điện thế là V2, thì độ giảm điện thế khi đi từ bản dương sang bản âm này chính là V1 trừ V2, đúng không? Mà chia cho khoảng cách giữa hai bản tụ này thì nó là độ giảm thế trên một đơn vị chiều dài, thỏa mãn cái ứng dụng vừa rồi chúng ta học. Như vậy chúng ta sẽ có E lúc này bằng là U bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài, tức là bằng V1 trừ V2 chia cho D, độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài. V1 trừ V2 chúng ta gọi là hiệu điện thế giữa hai bản tụ. Như vậy công thức chúng ta cần quan tâm cho cô là E thì bằng U trên D. Đây là công thức của tụ phẳng nhé. Vận dụng kiến thức chúng ta vừa học, E, suy ra E bằng U trên D. Thế mà E thì bằng gì hả các em? Thế mà E là cường độ điện trường trong lòng hai bản tụ này thì bằng sigma trên epsilon 0, epsilon. Công thức này cô vừa ôn lại ở bài trước chúng ta vừa học xong. Chúng ta thay lên trên thì chúng ta sẽ suy ra được là U bằng, như vậy là U bằng sigma nhân D trên epsilon 0, epsilon. Được chưa? Vậy đây là công thức mối liên hệ giữa hiệu điện thế giữa hai bản tụ này với lại cường độ điện trường trong lòng hai bản tụ đấy. Nhá. Thì đây là ứng dụng thứ nhất. Vậy khi làm bài tập, các em gặp bài tập về hiệu và về tụ phẳng này, các em được quyền dùng công thức E bằng U trên D luôn nhé. Vì trên lớp cô đã chứng minh cho các em rồi. Dựa vào mối liên hệ giữa E và V mà chúng ta vừa học đấy. E bằng U trên D, công thức thứ nhất phải nhớ đúng không? Ví dụ thứ hai là hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của một cầu mang điện. Giữa hai điểm trong điện trường của một mặt cầu mang điện. Thế thì như các em đã biết là một mặt cầu mang điện thì nó gây ra xung quanh một cường độ điện trường E. Ở bên ngoài mặt cầu thì giống như một điện tích điểm gây ra mà điện tích điểm đó đặt ở tâm cầu. Như vậy cường độ điện trường do mặt cầu mang điện gây ra đã biết. Và mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế chúng ta vừa học ở phần 1. Thì chúng ta vận dụng mối liên hệ đó chúng ta sẽ tính được hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường do một mặt cầu mang điện gây ra. Các em nhé.
cô xét bài toán như sau. Xét hiệu điện thế giữa hai điểm cách mặt cầu mang điện Q một khoảng là RM và RN. Với RN lớn hơn RM và lớn hơn R lớn, trong đó R lớn là bán kính của mặt cầu. Như vậy hai điểm MN là nằm ngoài mặt cầu, đúng không? Ví dụ trên hình vẽ của cô đây, ta có một mặt cầu tích điện đấy. Mặt cầu là màu đỏ, điện tích phân bố trên bề mặt. Và xét hai điểm MN nằm ngoài mặt cầu có bán kính, có khoảng cách là RM và RN như trên hình vẽ. Thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Thế thì các em biết rồi là nếu hình chiếu của vector cường độ điện trường lên một phương nào đó trong bài này là phương nào? Phương nào đó trong bài này là phương nối từ tâm nối ra. Thì vector cường độ điện trường E tại một điểm bất kỳ là có phương nằm trên đường thẳng nối từ tâm đến điểm xét và có chiều đi ra nếu hạt tích điện dương và đi vào nếu hạt tích điện âm như gì. Như vậy vector cường độ điện trường luôn có phương trùng phương với R. Nó nằm ở đâu cũng vậy, nó đều trùng phương R hết, đó là phương bán kính của mặt cầu. Do đó hình chiếu của vector E lên một phương nào đó chính là phương R này luôn. Có độ lớn bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài của phương đó. Vậy phải bằng trừ dV trên dr. Trong bài này phương đó là phương dr. Còn bài ví dụ vừa rồi phương đó cũng là phương r. Còn bài ví dụ trong bài giảng phương đó là phương gì nhỉ các em nhỉ? Phương dS bất kỳ, đúng không? Còn ở đây phương dS bất kỳ trong bài giảng cô vừa nói đấy. Hình chiếu vector E lên một phương nào đó. Cô dạy lại rất kỹ nhé. Phương nào đó trong bài giảng này là phương dS này. Thế còn trong phương của phương R, phương nối từ tâm nối đến điểm xét chúng ta gọi là phương R. Như vậy E bằng trừ dV trên dR luôn. Hình chiếu của E lên phương dR thì chính bằng nó luôn. Nhá. Em nhìn trên hình vẽ của vẽ rất rõ. Thế mà E tại một điểm nằm ngoài mặt cầu cách tâm cầu một khoảng là R. Về độ lớn thì bằng bao nhiêu? Về độ lớn thì bằng là KQ trên epsilon R bình, hay là 1 trên 4 pi epsilon không là K, đúng không? Q trên epsilon R bình ở dưới là, đúng không nào? Thế và ở đây nhân với DR nữa thì sẽ ra được là trừ DV. Nhân thêm DR thì sẽ ra được là trừ DV. Như vậy trừ DV bằng E nhân DR và cái thay E vào cho cô là xong. E bằng KQ trên epsilon R bình, biểu thức giống như một điện tích điểm. Cô vừa ôn lại xong. Từ đây các em lấy cận tích phân với trái, các em lấy cận tích phân từ VM đến VN cho cô, từ điểm M đến điểm N. Thì với phải các em lấy cận tích phân từ RM đến RN, DR trên R bình mà. Vậy thì còn KQ trên epsilon hàng số đưa ra ngoài rồi tích phân. Như vậy trong tích phân chỉ còn là DR trên R bình. Tích phân của DR trên R bình thì bằng trừ 1 trên R, đúng không? Và cuối cùng các em thay số và các em ra được là VM trừ VN chúng ta gọi là UMN. Thì có biểu thức như hình vẽ KQ trên epsilon RM trừ KQ trên epsilon RN. Được chưa các em? Vậy đây là biểu thức hiệu điện thế giữa hai điểm nằm ngoài mặt cầu do một mặt cầu tích điện gây ra. KQ trên epsilon RM trừ KQ trên epsilon RN. Nhá. Từ biểu thức này chúng ta rút ra nhận xét gì? Cô chép sang đây. Như vậy từ đây chúng ta rút ra một kết luận là vậy điện thế tại một điểm bất kỳ nằm ngoài mặt cầu cách tâm cầu một khoảng R, cách tâm cầu nhá. R này là khoảng cách từ điểm đó đến tâm cầu, cô nói rất rõ nhá. Như vậy là điện thế tại một điểm ở ngoài mặt cầu cách tâm cầu một khoảng R bằng bao nhiêu? Thì chính bằng là KQ trên epsilon R hay là bằng 1 trên 4 pi epsilon 0 Q nhân epsilon, đúng không? K này này, các em có thể thay bằng 1 trên 4 pi epsilon 0 cũng được. Đôi, ở đây chúng ta viết nhanh KQ trên epsilon R. Được chưa? Thì kết luận thứ nhất nhá, công thức này phải nhớ cho cô. Thế bây giờ điện thế tại mọi điểm ở trên mặt cầu thì bằng bao nhiêu? Điện thế tại một điểm ở trên mặt cầu thì lúc này các em cho điểm M này tiến gần đến bề mặt quả cầu, đúng không? Như vậy là cái R này chính là bằng bán kính của quả cầu. Đấy là điện thế tại một điểm trên quả cầu nhé. Điện thế tại mọi điểm bên trong quả cầu bằng bao nhiêu?
Thì ở đây chúng ta nói là, chúng ta đã biết là điện thế ở đây là một đại lượng biến thiên liên tục, đó điện thế tại mọi điểm trên bề mặt quả cầu sẽ bằng điện thế tại mọi điểm trong bề mặt quả cầu. Thế còn trong cầu, trong quả cầu thì sao? Trong quả cầu thì lúc đó chúng ta sẽ có là, vì trong quả cầu cường độ điện trường bên trong quả cầu bằng không, chúng ta học rồi, trong quả cầu này dẫn đến là trừ dv bằng e nhân dr bằng không. Như vậy dv bằng không, mà dv bằng không có nghĩa là v bằng hằng số, có nghĩa là điện thế tại mọi điểm bên trong quả cầu này bằng nhau hết. Vậy trong quả cầu này là điện thế bằng nhau, gọi là khối đẳng thế đây, đúng không? Và điện thế tại mọi điểm ở trên bề mặt quả cầu cũng sẽ phải bằng điện thế tại mọi điểm ở ngay trong bề mặt quả cầu và bằng điện thế của quả cầu. Như vậy chúng ta có cái kết luận thứ hai nhá, là điện thế của một mặt cầu mang điện đều, điện thế của mặt cầu này chính là điện thế tại mọi điểm bên trong mặt cầu và trên bề mặt quả cầu bằng nhau hết. Thì bằng bao nhiêu kem? Bằng KQ trên epsilon R lớn. Trong đó R lớn là bán kính của quả cầu. Có nghĩa là điện thế tại mọi điểm trong quả cầu chính bằng điện thế tại mọi điểm trên bề mặt quả cầu. Và quả cầu lúc này là một khối đẳng thế đấy. Nhớ nhá. Thì đây là công thức thứ hai phải nhớ cho cô. Vậy tóm lại ở phần điện thế này, kem phải nắm cho cô được cái gì? Vậy tóm lại, điện thế tại mọi điểm ở bên trong mặt cầu bằng điện thế tại mọi điểm ở trên mặt quả cầu và gọi là điện thế của quả cầu. Nhớ chưa? Gọi là điện thế của quả cầu. Thế còn điện thế tại mọi điểm ở ngoài quả cầu giống như một điện tích điểm gây ra đặt tại tâm cầu KQ trên epsilon R, trong đó R là khoảng cách từ điểm đó đến tâm cầu. Hai kết luận rất quan trọng, nhớ để làm bài tập. Được chưa các em? Thì đấy là hai ứng dụng nhá, hai ứng dụng phải nắm vững vững cho cô. Ứng dụng về hiệu điện thế giữa hai điểm trong mặt phẳng rộng vô hạn, và ứng dụng thứ hai thì là điện thế do một mặt cầu gây ra, rất là rõ nhá. Như vậy chúng ta đã kết thúc chương 7 ở đây, đó là chúng ta nghiên cứu hai đại lực đặc trưng cho điện trường. Nào, cô nhắc lại kiến thức này: đại lực thứ nhất là vector cường độ điện trường và đại lực thứ hai là điện thế. Chúng giống nhau là gì? Chúng giống nhau là hai thằng này đều đặc trưng cho điện trường. Tuy nhiên khác nhau là cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực, còn điện thế thì đặc trưng về mặt năng lượng. Như vậy rõ ràng với ý nghĩa vật lý như thế thì chúng ta thấy khác nhau thứ nhất là cường độ điện trường là đại lượng vô hướng, à đại lượng vector, còn điện thế là đại lượng vô hướng có thể dương hoặc âm. Thì đấy là khác nhau cực kỳ cơ bản các em nhé. Một thằng là vector, một thằng là vô hướng. Khác nhau thứ hai là từ đây chúng ta suy ra biểu thức cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại một điểm. Nếu viết vector thì các em phải viết là vector E bằng KQ trên epsilon R bình vector R trên R. Vector này nói lên đầy đủ cả phương chiều và độ lớn của vector của E nhé. Cái khác nhau ở đây là điện thế thì là một đại lượng có thể dương hoặc âm, và điện thế do một điện tích điểm gây ra tại một điểm có độ lớn bằng KQ trên epsilon R, không có trị số tuyệt đối. Còn thằng này có trị số tuyệt đối để lấy dấu, luôn lấy độ lớn của quy thôi. Còn thằng này không có trị số tuyệt đối vì nó là một đại lượng vô hướng. Nếu quy dương điện thế dương, nếu quy âm điện thế âm. Được chưa? Thì đấy là cái khác nhau cơ bản giữa điện trường và cường độ điện trường và điện thế nhé. Cái khác nhau, cái thứ hai là gì? Là biểu thức cường độ điện trường do một vật mang điện gây ra tại một điểm. Thì các em phải làm thế nào? Em phải chia nhỏ nó ra, và vector cường độ điện trường do thằng DQ gây ra là vector E bằng KDQ trên epsilon R bình vector R trên R. Đây là biểu thức vector. Và để khai triển biểu thức vector này, các em phải có hình vẽ để các em nói lên phương chiều của DE, và cuối cùng các em lấy đến độ lớn bằng cách các em chiếu lên trục tọa độ để ra được độ lớn. Thế còn điện thế không cần chiếu. À, đây em phải lấy tích phân của các vector DE rất là rõ, lấy theo toàn vật. Và để lấy được cái tích phân này, các em phải chiếu biểu thức này lên trục tọa độ, đúng không? Và trục tọa độ ở đây các em chọn là cùng chiều với chiều của vector E tổng này. Rất là rõ, cô đã lấy ví dụ rất rõ cho các em thấy. Thế còn điện thế do một vật tích điện gây ra thì bằng bao nhiêu các em? Thì chúng ta có dV bằng KDQ trên epsilon R. Từ đó suy ra V bằng tích phân của dV không có vector. Không có vector thì cứ thế các em thay số vào mà các em làm luôn. Thay cái DQ này vào đây, các em lấy tích phân rất là dễ. Còn thằng này để lấy được tích phân này phải chiếu biểu thức vector này lên trục tọa độ thì mới lấy được tích phân. Cô so sánh rất rõ như thế các em thấy nhá. Cô so sánh một số cái khác nhau điển hình thôi các em nhé. Tiếp tục, cường độ điện trường do một mặt cầu tích điện gây ra tại một điểm. Vừa rồi vừa học xong đấy. Thì là
E bên trong mặt cầu thì bằng 0 và E bên ngoài mặt cầu bằng K trị số tuyệt đối của Q trên epsilon R bình. Cô nói về độ lớn của không đáy phương chiều đấy nhá. Thế còn điện thế do một mặt cầu tích điện gây ra tại một điểm bằng bao nhiêu? Thì E ngoài quả cầu thì bằng KQ trên epsilon R về độ lớn nhá. Còn E trong quả cầu thì bằng điện thế của quả cầu bằng KQ trên epsilon R lớn. Hiểu chưa? Thì hai cái công thức này là sinh viên rất hay nhầm. Em chú ý nhá, điện thế là một đại lượng vô hướng, không phải lấy tích, không phải vẽ hình biểu diễn vector gì cả. Nhưng mà thằng cái vector E phải có hình vẽ biểu diễn vector để chỉ ra vector E tổng hợp như thế nào. Thì đây là những kiến thức vô cùng tối thiểu nhất trong chương này em phải nắm phân biệt để em làm bài tập cho cô. Được chưa? À bây giờ cô xét ví dụ xem nào. À ngoài ra còn gì nữa? Ngoài ra giữa cường độ giữa cái điện thế này và công này còn có một mối liên hệ với nhau, một công thức nữa phải nhớ cho cô, đó là công của lực điện trường làm điện tích Q di chuyển từ M đến N là bằng Q nhân Vm trừ Vn, công thức dùng vô cùng nhiều trong bài tập tính công. Nhá, thì đấy là những kiến thức tối thiểu nhất phải nắm được trong chương này, một chương dài nhất và khó nhất của cái vật lý 1.